Chào mừng các bạn đến với kênh youtube TIN bóng đá, dưới đây là lịch THI đấu ngoại hạng ANH, lịch THI đấu bóng đá mới nhất ngày ngày 13 tháng 8 năm 2023. Hôm N A I vòng C H kết World Cup nữ 2023 không THI đấu đồng thời giải vô địch quốc GIA Nigup V-League 2023 tạm nghỉ thì mọi sự chú ý hướng về sân cỏ châu Âu để giỏi THEO các trận đấu hấp dẫn tại ngoại hạng ANH, Bundesliga, Long An Liga, L -E, -G -U e 1 Tại ngoại hạng ANH, tối ngày ngày 13 tháng 8 năm 2023 diễn ra AHAI trận đấu cực hấp dẫn trên sân nhà Brentford tiếp đón Tottenham vào lúc 20 giờ. T-R-O-N-G-K-H-I trận Super Sunday của vòng 1 Premier League 2023-2024 là cuộc SO tài giữa Chelsea và LIVERPOOL -E trận đấu này diễn ra lúc 22 giờ 30 phút. Ở trận đấu giữa Brentford và Tottenham diễn ra vào lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 13 tháng 8. Theo cựu danh thủ Rio Ferdinand, Brentford sẽ đánh mất sức mạnh đáng kể khi tiền đạo chủ lực Ivan Toni bị treo giò. Hơn nữa, họ lại không có sự chuẩn bị tốt ở giai đoạn tiền mùa giải. Tuy nhiên, trước một Spurs mất đi linh hồn can, bầy ông sẽ giành chiến thắng. Tottenham hiếm khi thua ở trận đấu mở màn trong gần một thập kỷ qua tại Premier League. Cụ thể, Spurs chỉ thua một, hòa một và thắng tới năm ở trận mở màn trong bảy mùa giải gần nhất. Nhưng đấy là khi họ có Harry Kane. Còn lần này, mọi thứ sẽ khác. T-R-O-N-G-K-H-I đó ở trận đại chiến HAI màu XANH đỏ của Chelsea và LIVERPOOL. -E thống kê chỉ RA ở 6 màn chạm trán Chelsea gần đây Liverpool đều để đối phương cầm hòa trong 90 phút chính thức. Chelsea và Liverpool là những đối thủ tương đối cân tài cân sức. Tuy Chelsea có lợi thế sân nhà, song cũng không dễ để họ hạ được Liverpool đang tỏ ra khá lì lợm. Trong cả bốn cuộc đối đầu gần nhất, cả Liverpool lẫn Chelsea đều bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của nhau. Đây có thể là chỉ báo cho thấy nhiều khả năng trận đấu tới sẽ có ít bàn thắng. Những trận hòa liên tiếp gần đây giữa hai bên đang chứng tỏ Chelsea và Liverpool xứng đáng là kỳ phùng địch thủ. Với việc đã duy trì được thành tích bất bại trong năm chuyến làm khách tới sân Stamford Bridge gần nhất, nếu Liverpool thu về ít nhất một điểm từ trận đấu tới thì đây cũng không phải là kết quả bất ngờ. Tạm xa sân cỏ nước ANH chúng TA cùng đến với giải hạng nhất nước Pháp. Ngày MAI giải L. E. G. U. e 1 sẽ điên RA một loạt trận đấu. Vào lúc 18 giờ ngày 13 phần 8 trên sân nhà Pret tiếp đón len. Vào lúc 20 giờ giải vô địch quốc GIA Pháp sẽ diễn RA hai trận dấu, Nantes trên sân nhà tiếp đón Toulouse, T.R.O.N.G.K.H.I. Montpellier trên sân nhà tiếp đón Tân Binh Lê a v. Trận đấu muộn nhất ngày 13 tháng 8 của Lê 1 là trận đấu giữa Ren và Metz lúc 22 giờ 5 phút. Rạng sáng ngày 14 tháng 8 trên sân nhà Strasbourg tiếp đón Lyon trên sân nhà. Tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, lúc 22 giờ ngày 13 tháng 8 Santa Vigo trên sân nhà tiếp đón Osasuna, rạng sáng ngày 14 tháng 8 năm 2023 giờ Việt Nam. La Liga diễn ra hai trận đấu lúc 0 giờ 30 phút Villarreal trên sân nhà tiếp đón Real Betis vào vào lúc 2 giờ 30 phút Getafe trên sân nhà tiếp đón Barcelona. Bạn dự đoán thế nào về kết quả các trận dấu diễn ra ngày 13 tháng 8 và rạng sáng ngày 14 tháng 8 năm 2023? Hãy chia sẻ dưới video này nhé! Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ tin bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!